Thưa quý vị, cách đây vài ngày Hà Nội vừa mới khởi công một nhà máy nước sạch có thể đáp ứng cho 3 triệu hộ dân ở thủ đô và một phần của tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Đây rõ ràng là một thông tin rất vui trong bối cảnh nước sạch vẫn còn đang ở quá xa tầm tay với hàng nghìn người dân ở thủ đô. Vâng, thưa quý vị, nước là sự sống, vậy nên mất nước hay là thiếu nước hay phải sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Và điệp khúc này cứ đeo bám người dân Hà Nội hết năm này qua năm khác mà chưa tìm được ra lời giải. Sau đây là một câu chuyện về ngôi làng cũng chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 10 km mà suốt 20 năm qua thì vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Đây là nước giếng khoan nhà tôi vừa mới lấy từ ở dưới giếng lên. Thế thì khi tôi đổ cái đây là một ấm chè tôi vừa mới pha đặc. Thế tôi đổ nước chè này vào thì nó sẽ chuyển ra thành một cái màu như thế này. Đây. Đây tôi đổ vào. Đây nước rất trong tôi đổ vào nó sẽ thành một cái màu rất chi là tím này. Mà tôi thấy là rất chi là ô nhiễm. Đấy là bao nhiêu năm nay là dân làng quê chúng tôi là sống là ở cái nước sử dụng cái nước này. Thật khó tin được, đây lại là thứ nước mà hơn 12.000 người dân ở Kim Sơn đang sử dụng mỗi ngày. Nhà nào cũng phải trang bị thêm bể lọc, nhưng chỉ giữ lại rác và sâu bọ. Còn chất độc hại thì vẫn âm thầm xâm nhập vào người dân. Tất nhiên là phải lo sợ rồi, nguồn nước nó bẩn thì chúng tôi phải sử dụng bằng máy, chúng tôi phải tạo điều kiện ra để lọc nước bao nhiêu năm qua rồi. Thế nếu mà chúng tôi không lọc nước thì làm sao dân chúng tôi mà sống như nguồn nước này thì có liệu dân chúng tôi có mắc nhiều bệnh không? Cách trung tâm thủ đô chừng 10 km, nhưng người dân Kim Sơn chưa từng biết đến hai từ nước sạch. Nó thậm chí còn trở thành giấc mơ qua nhiều thế hệ ở đây. Nhiều người đổ bệnh và cũng không ít người phải từ bỏ mảnh đất này để thoát khỏi tình cảnh thiếu nước. Giếng khoan thì là có rỉ sắt, rồi các cháu là ô nhiễm là cứ sinh bệnh là đi hả, rồi người lớn thì ốm đau, coi như nói chung là làng Linh Quy này ảnh hưởng coi như lắm, bệnh tật lắm. Trong những năm vừa qua thì Kim Sơn là một trong những xã trên địa bàn huyện Gia Lâm là rất mong muốn nguồn nước sạch từ thành phố, nhưng mà tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng tôi đề xuất rất nhiều lần rồi, cái việc mà nhân dân được sử dụng nước sạch thì chưa có. Đối với người dân Kim Sơn thì chúng tôi rất mong muốn là sớm được sử dụng nước sạch, cho nên là có thể là bằng cái nguồn nước sạch nào sớm nhất chúng tôi có thể nhận được. Hiện Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều dự án nước mặt sông Đà, sông Hồng, sông Đuống. Kim Sơn và nhiều xã khác ở Gia Lâm sẽ sớm thoát cảnh thiếu nước sạch như những năm qua. Chúng ta là phải trước tiên là nâng cao chất lượng nước. Đấy, trong đó thì các cái nhà máy mà sử dụng nước ngầm hiện nay đang thay đổi công nghệ và tiến tới là phải được thay thế bằng cái nước mặt. Cho nên thành phố trong quy hoạch cũng đã chỉ đạo để sử dụng nước mặt sông Đà, nước mặt sông Hồng, nước mặt sông Đuống. Nước mặt sông Đuống là một, nay mai chúng ta sẽ tiếp tục khởi công nước mặt sông Hồng và nâng công suất của nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2 để làm sao phấn đấu năm 2020 là chúng ta có cỡ khoảng độ 1,7 triệu mét khối nước ngày đêm, nhưng trong đó thì cơ bản là sử dụng nước mặt của các con sông và dần dần là giảm công suất và tiến tới là chấm dứt cái sử dụng nước ngầm, khai thác nước ngầm. Thêm một dự án mới, người dân Kim Sơn lại có thêm một điểm hy vọng.